Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn đến với tạp chí Kinh tế 24/7 được phát sóng trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó quy định trường hợp người lao động bị tử vong, số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng một người một vụ, thời hạn bảo hiểm công trình là khoảng thời gian cụ thể gồm có ngày bắt đầu, ngày kết thúc và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Đối với nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công bên trong công trường. Về số tiền bảo hiểm tối thiểu, đối với bảo hiểm công trình, số tiền bảo hiểm là giá trị đầy đủ của công trình nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng. Đối với bảo hiểm của nhà thầu thi công xây dựng, đối với người lao động thi công trên công trường, trường hợp người lao động bị thương tích thì mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tích cơ thể được xác định căn cứ trên bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp người lao động bị tử vong, số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng trên một người trên vụ. Bộ Xây dựng cho biết sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng như hiện nay bởi nhà nước đã bố trí vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng kỹ thuật như hạ tầng giao thông, thủy điện, nhà ở xã hội nên nhu cầu tiêu thụ xi măng xây dựng cơ bản hạ tầng đã tăng. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản ấm lên kéo theo nhu cầu xây dựng tăng, tiêu thụ xi măng cho xây dựng nhà cũng tăng theo. Mặc dù giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu tư cho sản xuất xi măng không ngừng tăng, nhưng giá bán xi măng thời gian qua vẫn ổn định. Được biết, trong 7 tháng qua, sản lượng xi măng và linker tiêu thụ ước đạt 40,98 triệu tấn, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 57% kế hoạch năm 2015. Trong khuôn khổ hội chợ Sicotec Việt Nam 2015, công ty Lê Phát đã phân phối độc quyền tại Việt Nam giới thiệu dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Escort, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Thương hiệu Escort mang đến 6 giải pháp tích hợp giữa phần mềm và camera độ nét cao nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý chặt chẽ về an ninh an toàn cho người sử dụng, như giải pháp an ninh cho trường học, giải pháp cho phòng họp trực tuyến, giải pháp bãi xe thông minh, giải pháp an ninh cho bệnh viện, giải pháp an ninh quản lý tòa nhà, giải pháp hệ thống thẻ đa năng. Với lịch sử hình thành 15 năm phát triển, Escort luôn đi đầu về giải pháp an ninh phối hợp với phần mềm và những camera. Thì đến với triển lãm lần này thì công ty chúng tôi mang đến 6 giải pháp tích hợp giữa phần mềm và camera độ nét cao để nhằm đáp ứng cái nhu cầu mà quản lý chặt chẽ về an ninh cho người sử dụng. Thì 6 giải pháp đó là bao gồm là giải pháp an ninh cho trường học, bệnh viện và quản lý tòa nhà, giải pháp cho bãi giữ xe thông minh, cho phòng họp trực tuyến và cũng là giải pháp cho hệ thống thẻ đa năng. Với phương châm lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu, công ty không ngừng phấn đấu để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm rẻ hơn, chất lượng hơn và phục vụ chu đáo hơn. OKVN phối hợp với Facebook MMA tổ chức hội thảo Việt Nam Digital Marketing 2015 với chủ đề Tối ưu hiệu quả Digital Marketing, giúp doanh nghiệp biết cách theo dõi, phân tích báo cáo và tối ưu hiệu quả các kênh truyền thông. Theo một nghiên cứu từ smartinsight.com, năm 2015 thì chỉ có 1/3 đến 1/4 các doanh nghiệp là liên tục tối ưu chiến dịch digital marketing hoặc các kênh truyền thông mà họ đang sử dụng, nhưng lại có đến 10 đến 20% các doanh nghiệp không bao giờ làm điều đó. Thì về cái cách làm thì sắp tới mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn vào cái tính hiệu quả trong cái hoạt động digital marketing. Và đặc biệt là các cái công ty thương mại điện tử sẽ quan tâm hơn nhiều đến cái chuyện là mình bỏ tiền ra bao nhiêu và mình thu lại về được bao nhiêu trong cái lĩnh vực thương mại điện tử và trong hoạt động marketing của mình. Vậy mặc dù đã khá nhiều các công cụ digital marketing được ứng dụng, nhưng không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nhận thức việc cần phải tối ưu liên tục từng mẫu quảng cáo, từ chiến dịch trong từng kênh truyền thông để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, đem lại hiệu quả thực sự cho doanh nghiệp. Hiện tại với số lượng người dùng rất là đông đảo của Facebook tại Việt Nam, gần như là 90% người sử dụng Internet của Việt Nam đã sử dụng Facebook rồi. Thì Facebook là một nơi không chỉ là để kết nối cộng đồng mà là nơi các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tương tác với khách hàng của họ và quảng cáo một cách rất là hiệu quả. EQVN là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo Digital Marketing, nhiều lần đăng cai tổ chức các hội thảo Digital Marketing để cập nhật các kiến thức đến các cá nhân và doanh nghiệp, khai thác tối ưu các cơ hội trên môi trường Internet. Tổng cục Thuế cho biết tính đến thời điểm này đã có 42 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế, tạo thuận lợi và giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách nhà nước cho người nộp thuế.
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, từ tháng 7 năm 2014 đến nay, dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai trên 63 trên 63 tỉnh thành và trên 700 quận huyện trên cả nước. Đến nay, có trên 419.000 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế, trên 323.000 doanh nghiệp đã đăng ký thành công dịch vụ này với các ngân hàng. Tổng số tiền thu vào ngân sách qua dịch vụ nộp thuế điện tử trong năm 2015 đến nay đạt trên 41.000 tỷ đồng. Đơn cử ngày 13 tháng 8 năm 2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt, Việt Capital Bank triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho doanh nghiệp. Việt Capital Bank sẽ thực hiện thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thông qua website của Tổng cục Thuế trên cơ sở kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu và số thuế phải thu của người nộp thuế giữa Tổng cục Thuế với Việt Capital Bank. Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức nộp thuế bằng cách nộp trực tiếp qua hệ thống website của Tổng cục Thuế tại bất cứ thời điểm nào trong các ngày, kể cả ngày nghỉ, chỉ cần có kết nối Internet. Hơn thế nữa, doanh nghiệp là khách hàng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của Việt Capital Bank sẽ được miễn phí hoàn toàn phí dịch vụ và phí chuyển tiền từ ngày bắt đầu triển khai đến 11:30 ngày 14 tháng 1 năm 2016. Thông qua việc triển khai dịch vụ này, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm tối đa chi phí đi lại, thời gian và công sức chờ đợi do không phải đến trực tiếp, không phụ thuộc giờ làm việc của quầy giao dịch, đồng thời khẳng định sự hợp tác, phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa Việt Capital Bank với Tổng cục Thuế trong việc triển khai dự án hiện đại hóa dịch vụ thu ngân sách nhà nước, nằm trong lộ trình thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ. Có thể nói rằng, đối với các ngân hàng thương mại, tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ được Tổng cục Thuế trực tiếp phối hợp, hỗ trợ trong quá trình triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước. Việc tham gia triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ giúp các ngân hàng tự động hóa quy trình nộp thuế với các đơn vị có liên quan như kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế và hệ thống các ngân hàng. Năm 2014, lượng khách quốc tế và trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh đạt 22 triệu lượt, mang lại doanh thu hơn 86.000 tỷ đồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2015, chỉ tính lượng khách quốc tế đến thành phố cũng đã đạt gần 2,5 triệu lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 53.317 tỷ đồng. Đây là một tín hiệu tích cực cho ngành du lịch nói riêng và kinh tế của cả nước nói chung. Để ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn, thu hút ngày một đông du khách quốc tế tham quan, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Trong đó, du lịch đường sông là sản phẩm chủ yếu, đặc trưng đang được thành phố chú trọng đầu tư phát triển. Với những điều kiện trên, thời gian qua, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vững vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và cả nước. Trong năm 2013, với hơn 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế và trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh, ngành du lịch thành phố đã tạo ra doanh thu khoảng 71.000 tỷ đồng, tương đương 3,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 11,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn, đồng thời chiếm 45% doanh thu du lịch của cả nước. Kính thưa quý vị, với sự phát triển ngành du lịch khả quan thì ngoài chính sách kích cầu du lịch tích cực thì bên cạnh đó còn có các chính sách kèm theo như là dịch vụ lưu trú cũng góp phần cho sự phát triển này. Để hiểu rõ hơn về tình hình du lịch của thành phố Hồ Chí Minh nói chung, chúng tôi có một cuộc trò chuyện với ông Phan Thanh Long, Tổng Giám đốc khách sạn Red. Xin chào ông, rất vui khi ông nhận lời tham gia chương trình 24/7 ngày hôm nay. Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Tài, xin cảm ơn chương trình. Với số liệu doanh thu đạt được cũng như lượng khách quốc tế đến với Việt Nam 7 tháng vừa qua thì rất khả quan, báo hiệu cho một nền kinh tế phục hồi sau một thời gian dài khủng hoảng toàn cầu. Thì theo ông, có nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Dạ, thì khi mà số liệu phát triển ngành du lịch tăng thì là chúng tôi là những người hoạt động trong ngành, chúng tôi nhận thấy rất là rõ điều đó và chúng tôi rất là vui mừng, bởi vì là đó là một cái tín hiệu rất là tích cực cho sự phát triển tương lai của ngành du lịch thành phố mình, và chúng tôi sẽ không để mất cơ hội này, chúng tôi sẽ cố gắng để nắm bắt nó và phát triển cùng với lại ngành du lịch của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Khi mà cái công trình phố đi bộ được khai thác và đưa vào hoạt động thì một cái số lượng du khách rất là đông, thì không biết Red nhận được sự thuận lợi gì về công trình cấp thành phố này, thưa ông? Phố đi bộ ra thì cái hình ảnh của khách sạn Red sẽ được tô đậm hơn trong lòng của người dân thành phố, bởi vì nói đến ngành khách sạn của thành phố thì khách sạn Red là có một cái chỗ đứng nhất định, và gần như những người dân thành phố trưởng thành họ đều biết đến khách sạn Red của chúng tôi, và phố đi bộ là một cái điểm nhấn giúp cho khách sạn Red chúng tôi phát triển hơn nữa trong tương lai. Và đặc biệt là khách sạn Red chúng tôi hiện nay đang sở hữu một cái vị trí rất là đắc địa, bốn mặt tiền đường
và được sự quan tâm sâu sát của thành ủy và ủy ban, thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao đó phát triển hơn nữa để xứng tầm với lại cái vị trí và thương hiệu của mình đã sẵn có trong lòng người dân thành phố. Trên khảo sát tiến hành trên 4.800 nhân sự cao cấp đang làm việc tại các công ty trong nước và một số công ty nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, thì có nhiều yếu tố rất là thú vị. Có 4 yếu tố quan trọng để tạo nên thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn người lao động. Trong đó thì chế độ lương thưởng đang đứng vị trí quan trọng thứ tư. Thì với cương vị là một tổng giám đốc ở một công ty lớn, doanh thu từ hoạt động thương mại hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, thì ông có những chính sách quản trị như thế nào để giúp Red phát triển một cách bền vững? Yếu tố quan trọng nhất để thu hút người lao động, để giữ chân người lao động và để người lao động yên tâm cống hiến, thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là môi trường làm việc. Tại vì khi mà làm việc trong một môi trường làm việc trong lành ở đây có nghĩa là không có những sự mất đoàn kết, không có những cái sự dèm pha cạnh tranh lẫn nhau, thì người lao động mới yên tâm phát triển và họ yên tâm họ làm việc. Nên đối với suy nghĩ của tôi, và chắc có lẽ cũng là suy nghĩ của những các anh chị lãnh đạo các doanh nghiệp khác, thì cái việc tạo ra môi trường làm việc là cái điều quan trọng nhất. Môi trường làm việc tốt thì con người mới tốt, và cái đó là yếu tố quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Du lịch là hoạt động của con người đi ra khỏi môi trường sống cũng như là làm việc một nơi khác, thì ngoài cái năng lực quản lý giỏi và hiểu biết sâu sắc về du lịch, thì với các doanh nghiệp quản lý về du lịch, tài nguyên du lịch, dịch vụ du lịch, thì ngoài những kiến thức về du lịch và quản lý thì họ cần phải có những kiến thức chuyên môn về du lịch để từ đó có thể chỉ đạo từng bộ phận nhân viên dưới quyền, thì ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này? Dạ, đúng là trong quản lý thì chuyên môn mình phải có rồi, cái đó thì chúng ta không bàn. Nhưng mà ngoài cái yếu tố chuyên môn ra thì chúng ta còn phải có những cái từng trải nghiệm và những kiến thức về xã hội khác. Cái trải nghiệm là gì? Là chúng ta hiểu cái vị trí người lao động họ đang làm, họ đang cần cái gì, tâm tư tình cảm họ như thế nào. Thí dụ như là một người phục vụ đi, buổi sáng mà đi vào mà người giám đốc doanh nghiệp hay một người trưởng bộ phận gặp họ vỗ vai, hôm nay em khỏe không? Công việc nhiều lắm, em cố gắng nha. Thì cái tâm lý người lao động sẽ cảm thấy rất là vui và họ làm việc hết mình. Còn mà nếu mà giả sử người đứng đầu hay là người cấp trên trực tiếp mà họ có một cái gì đó chứng tỏ uy quyền, thì tâm lý người lao động họ sẽ bị ức chế ngay và họ sẽ không có yên tâm mà cống hiến. Còn về kiến thức xã hội thì đương nhiên là người đứng đầu cũng phải có một cái sự từng trải nào đó để họ giúp cho nhân viên của họ xử lý những tình huống đột xuất phát sinh. Mà cái ngành khách sạn thì tình huống phát sinh rất là nhiều. Xin ông có thể chia sẻ thêm về những định hướng tương lai của khách sạn Red. Khách sạn Red chúng tôi là năm 2015 là đứng vị trí thứ 2 trong top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam. Thì cái hướng tương lai của chúng tôi là làm sao đó giữ vững vị trí danh hiệu này và phát triển hơn nữa. Không phải là ở trong Việt Nam không, mà chúng tôi sẽ đạt cái vị trí khách sạn hàng đầu ở Đông Nam Á và cũng như là châu Á. Và đó là cái niềm mong mỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên khách sạn Red. Kính thưa quý vị, từ lâu Red đã và đang trở thành một địa điểm yêu thích cũng như là mơ ước của khách du lịch. Thứ nhất thì đây là một địa chỉ mang tính chất lịch sử, đã nổi tiếng từ nhiều năm trước. Thứ hai, bên cạnh những vị trí thuận lợi và thuận tiện nhất trong thành phố, khách sạn Red là một trong những khách sạn có kiến trúc đẹp, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa dân tộc và hiện đại, tạo nên một sự trang nhã và sang trọng. Thứ ba, Red nổi tiếng với dịch vụ chất lượng cao. Điều đó xuất phát từ phong cách phục vụ chuyên nghiệp, cộng hưởng với lòng mến khách, thì tất cả những yếu tố đó đã làm nên tiêu chí vượt lên sự mong đợi của khách hàng của khách sạn Red Hotel. Xin chân thành cảm ơn ông và xin chúc cho những dự định tương lai của ông sẽ được thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế 24/7 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời góp ý của quý vị có thể gửi về địa chỉ email http://vn.vn. Thân ái chào tạm biệt.